Chào mừng các bạn đến với podcast tản văn tối thứ tư trên các nền tảng của Báo Thanh Hóa. Các bạn thân mến, mùa đông được nhiều người ví như là chất xúc tác khiến con người ta muốn xích lại gần nhau hơn. Nhưng với Trần Thị Hồng Anh, chị lại tìm ra và đem đến cho chúng ta những khoảng trống của mùa đông cùng lời tự nhủ. Con người cần phải biết buông bỏ mọi điều để trở về với cái tâm của chính mình. Sống trọn vẹn mà không phải tủi hổ giữa nhân gian. Mời các bạn cùng nghe tản văn Giữa những khoảng trống của mùa đông qua giọng đọc Đan Chi để cảm nhận. Cái gì mới bắt đầu cũng đẹp. Cô nghĩ thế khi nhìn mùa đông thả từng nhịp rơi trên mặt hồ lúc hoàng hôn. Trời trong, nước trong và cả những đàn chim đang vỗ cánh phía xa. Mùa đông đang đến trong ánh vàng như ươm tơ của nắng, say nồng chánh choáng bởi hương của mùa thu còn vương lại. Chấm đông thật đẹp, se dịu dịu và phảng phất thơm. Con đường lắc lư bởi gió lướt trên dãy hoa dã quỳ cao bằng đồng người. Hoa cúc dại, hoa nổ sâm đất tím ngắt cả một vạt đất trống bên cạnh mà đâu biết sắp có những ngày hanh heo vì giá rét. Mùa đông chạm dần vào ngõ nhỏ, trong khi thu đang kéo cái đuôi dài lê thê của mình khắp phố phường. Những chiếc lá bay vèo trong gió, giòn tan khi chạm xuống nền đất xám. Đây đó đã bắt đầu xuất hiện những chiếc áo rực rỡ sắc màu cho mùa lạnh đang đến. Chỉ khi bọn trẻ con ửng hồng đôi má, hơi thở như có khói bay ra thì người ta mới suy xoa. Rét quá, rét thế này ai mà chịu được. Ngày chảy trôi về những tờ lịch cuối, tự thấy lỗi hẹn với mùa, với mình và mọi người nhiều lắm. Nắng mùa đông vẫn vàng óng ngoài ngõ, gió lùa từng đám lá rối bời trên hiên nhà lúm đốm vệt nắng. Bức tường xám như dấu ấn thời gian của ký ức đã xa. Một vài nụ hoa bật nở trong hanh heo của tháng cuối năm. Bên nhà hàng xóm ai đó vu vơ nhắc nhở lại sắp hết năm rồi. Chợt thấy chơi vơi nhớ nhà, nhớ cái tĩnh mịch thi thoảng có trong tán me chiếu quà bên ngoài nhà mẹ. Lại nhớ câu hỏi của đám trẻ con trong nhà: khi nào thì bác về? Sao lâu rồi mà bác không về? Gió mùa đông vẫn se vàng ngọn lá, lùa vào làm cay cay mắt người đang ngước nhìn nắng. Những ngày đông rét đậm, khô khốc, mưa làm loang lổ khoảng sân lát loam nhoam các loại gạch khác nhau như người ta yểm bùa chú ở những ngôi nhà bị đồn là có ma. Mùi đất hôi nồng sập lên khiến cô nhăn mũi, mưa vậy mà cũng có hơi đất. Khiếp quá, mưa lại gợi lên những nhớ nhung khắc khoải trong lòng người. Mưa cũng làm người ta thấy cô đơn và gợi thêm những khao khát mơ hồ nào đó. Con đường như dài hơn trong đêm lạnh, như rộng rãi hơn trong sự thưa vắng. Một mình một khúc mùa thu của nhạc sĩ Phú Quang, chợt bồng bềnh, chợt trôi giữa những ánh đèn, giữa những giai điệu và giữa những cảm xúc mơ hồ, chơi vơi bất định. Có những ngày tự thấy mình không phải là mình. Giọt nước mắt tự nhiên rơi rồi tự khô trên gò má đã giảm theo thời gian. Chỉ thấy trống rỗng, chỉ thấy như không tồn tại giữa những miên man thời gian. Ngày còn trẻ, cô đã cảm thấy sự vô nghĩa của một số việc. Khi những náo nhiệt của một ngày vui nhất trong đời người lắng xuống, cảm giác lúc này thật khó gọi thành tên. Mọi thứ mới chỉ bắt đầu, còn đang xa lắm, xa lắm. Đôi khi cô muốn mình là một cơn gió, mùa nào cũng được, nhưng nhẹ nhàng và êm đềm. Cơn gió ấy phiêu du cùng mây nước, vui đùa cùng cỏ cây hoa lá, tự do tự tại giữa đời. Nhưng rồi cũng chẳng vui khi một mình cô quạnh. Cô thường tự hỏi mình là ai? Là ai? Hay mình là giọt nước long lanh trên lá cỏ, lắc lư trong cánh hoa, hay hòa vào mênh mông sóng nước? Giọt nước hay là gió, dù trôi về nơi đâu cũng mong cầu tri âm, mong cầu sự thấu hiểu. Có Có lần trong đời cô tưởng mình đã dừng lại khi cô gặp anh. Anh dịu dàng và ấm áp như mùa xuân đầy hoa nở. Bên anh cô ngỡ mình thật nhỏ bé, như đứa trẻ chưa từng trải, và cô cũng chẳng còn phải lo lắng hay mong cầu điều gì hết, vì anh là cả bầu trời của cô. Vậy mà anh và cô như gió trời thoảng trôi, gặp nhau rồi chia ly, chưa bao giờ có câu gặp lại. Người đi cứ đi, người ở lại cũng không níu kéo, chỉ biết nhìn theo và lặng lẽ. Trên bước phiêu bạt, anh có nhớ cô không? Còn cô, nỗi nhớ gửi vào mưa, vào nắng, vào cả bốn mùa. Cũng chẳng vương vấn điều, bởi lẽ một mình nhớ thì vô vị quá, nên thôi. Ngày hôm qua, cô vừa đọc xong chuyện Nhật Thực mà không nhớ hết, chỉ nhớ rằng chia tay với một người mà mình không thể yêu khó khăn biết nhường nào. Chỉ nhớ được câu nói của Cười Sói: anh là vầng mặt trời của em, nhưng xuất hiện đúng vào lúc Nhật Thực. Cô đã trào nước mắt cùng nhân vật. Đã bao lần cô thương cho những mối tình không thể nói ra, bởi lẽ hạnh phúc không chỉ là của riêng mình. Để rồi tận cùng của nỗi cô đơn, cô nhận ra con người không thể cố chấp tìm kiếm sự thỏa mãn của bản thân, cũng không thể nuông chiều cảm xúc mà mặc kệ sự đời. Nhưng không cố gắng thì nhàm chán và rỗng tuếch. Chỉ là biết lúc nào đủ để dừng lại, để dung hòa. Đôi khi cô nghĩ thà làm giọt nước tan trong biển cả, thà làm gió thổi trên tầng mây, ung dung tự tại giữa đời, để không phải bận bịu về một điều gì cả. Con người cần phải biết buông bỏ mọi điều để trở về với cái tâm của chính mình, sống trọn vẹn mà không phải tủi hổ giữa nhân gian. Cái chính là con người cần phải biết yêu thương và cho đi đúng cách, cho đi mà không cần nhận lại. Có như thế, con người mới cảm thấy bình yên và an lành giữa cuộc đời.